Khi có người mất thì cúng thất cúng dỗ đầy đủ. Vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Thờ cúng ông bà không phải của đạo Phật, đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam, mình vẫn nhớ cái câu rằng nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật, hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm, mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa, và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó, và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á, tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no, mô Phật ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng. Nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình, nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không mình cũng không biết. Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Cái chuyện cúng cơm, thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết. Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín cúng hoài. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh,
để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ cúng trái cây? Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi, hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo, mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhất chân nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa, vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó gẫn ghi trong điện thoại để ngày nó hiện lên réo lên để nó đi mua bông? Không mua là giận. Mà dỗ ông bà mình không nhớ.